Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay, thứ sáu ngày 24 tháng 5 năm 2024, có các nội dung đáng chú ý sau. Nỗ lực hoàn thành các công trình dự án chào mừng 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk. Đắk Lắk tiếp tục khẳng định vị thế giáo dục mũi nhọn. Bồi dưỡng và giáo dục truyền thống cách mạng cho chiến sĩ mới. Colombia mở đại sứ quán ở vùng lãnh thổ Palestine. Hàn Quốc sớm thành lập Viện An toàn AI. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh có 5 công trình dự án lớn được chọn hoàn thành để chào mừng sự kiện quan trọng này. Đó là các công trình. Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án đầu tư xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án Hồ Thủy lợi E Tam và dự án công viên Nguyễn Tất Thành do Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột làm chủ đầu tư và đề án xây dựng 1.200 căn nhà ở cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh thực hiện. Hiện Ban Quản lý các dự án tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để các công trình dự án sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng chào mừng 120 năm ngày thành lập tỉnh. Nghị quyết số 08 của tỉnh ủy Đắk Lắk về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 có trên 65% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo đó, sẽ tương ứng 100 trên 152 xã có 4 trên 15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới tương ứng với 26,7%. Trong đó, có từ 1 đến 2 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng 1,3 lần so với năm 2020. Có 200 sản phẩm OCOP được cấp chứng nhận đạt từ 3 sao trở lên. Sâu sát trách nhiệm và tình cảm là phương châm mà Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk hướng đến với nhiều hoạt động ý nghĩa với buôn kết nghĩa Liên Krak, xã Krông Nô, huyện Lắk. Đầu năm 2021, Đảng ủy khối triển khai kết nghĩa với buôn Liên Krak. Thời điểm ấy, toàn buôn có 84 hộ với 357 nhân khẩu, trong đó có 30 hộ nghèo và 7 hộ cận nghèo. Trước tình hình trên, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đã trực tiếp và thường xuyên cử cán bộ đảng viên phối hợp với cấp ủy, ban tự quản buôn nắm tình hình tư tưởng đời sống của bà con để kịp thời giải quyết những vướng mắc khó khăn đối với buôn kết nghĩa. Từ đó, Đảng ủy khối đã triển khai các biện pháp, việc làm cụ thể nhằm giúp đỡ hỗ trợ nhân dân trong buôn giảm nghèo bằng nhiều hình thức. Theo đó, hơn 3 năm qua, đơn vị đã phối hợp hỗ trợ thực hiện mô hình trồng lúa trên diện tích 2 hectare với 10 hộ tham gia, triển khai nhiều đợt tặng cây giống sầu riêng và bơ ghép chất lượng cao với số lượng 1.115 cây. Đồng thời phối hợp tổ chức hội thảo mô hình trình diễn giống lúa chất lượng cao cho khoảng 70 hộ dân và tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn cách trồng, kỹ thuật chăm sóc nhằm đảm bảo cây giống hỗ trợ có tỷ lệ sống cao và sinh trưởng tốt. Bên cạnh hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, Đảng ủy khối còn huy động các đơn vị cán bộ, công nhân viên, đoàn thể hỗ trợ làm sân bê tông, mua sắm trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng và xây dựng nhà tình nghĩa cho một số hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Huyện Chư Mờ Ga có 44.148 hộ, 197.854 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 47,93% dân số. Những năm qua, huyện đã huy động nhiều nguồn lực chăm lo từng bước ổn định nâng cao đời sống cho người dân. Giai đoạn 2019-2024, huyện đã hỗ trợ đất ở cho 42 hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất ở, lập quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1 trên 500 điểm dân cư thôn 8, thị trấn Ebok để giải quyết đất ở cho 35 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo với tổng nguồn vốn 724 triệu đồng. Mở 18 lớp đào tạo nghề cho 2.625 lao động nông thôn, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 89%. Huyện cũng chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phát triển kinh tế trang trại, tổ chức 136 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 3.800 lượt người dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao năng suất sản lượng. Đến nay, toàn huyện còn 1.693 hộ nghèo, trong đó hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 1.191 hộ. Thưa quý vị và các bạn, 5 năm liên tiếp dẫn đầu 10 tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên về học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông, giành nhiều giải thưởng cao tại các cuộc thi dành cho học sinh toàn quốc.
Điểm bình quân thi vào các trường đại học cao đẳng luôn ở top đầu các tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vị thế về giáo dục mũi nhọn của khu vực và cả nước. Đến nay, ngành giáo dục tỉnh đã cơ bản hoàn thành kế hoạch và những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2023-2024. Nổi bật trong đó là việc duy trì nâng cao thành tích giáo dục mũi nhọn, đặc biệt là thành tích tại kỳ thi chọn học sinh giỏi trung học phổ thông cấp quốc gia năm 2024. Trong kỳ thi này, Đắk Lắk có 60 học sinh đạt giải, tăng 23 giải so với năm học 2022-2023. Có 3 học sinh được vào vòng thi chọn các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế. Đây là kết quả cao nhất của tỉnh từ trước đến nay. Lúc mà em đạt giải quốc gia thì em cũng thực ra cũng không bất ngờ lắm. Tại vì mình nỗ lực 3 năm mà. Nỗ lực 3 năm thì ngày nào cũng học thì mình cũng phải mong ước là cái giải nhất rồi. Thì trong cái khoảng thời gian mà em học thì thầy Phương là thầy giáo chủ nhiệm của em đã là nói chung là thúc giục em rất là nhiều. Nói chung là cũng dạy dỗ em, cho em mấy cái đề, làm đề nhiều lắm. Tại hội thi trạng nguyên tiếng Việt cấp tiểu học toàn quốc, Đắk Lắk có 10 em đạt giải, trong đó có một trạng nguyên, 3 em đạt giải nhất, 3 em giải nhì và 3 em đạt giải ba. Bên cạnh đó, dự án sản xuất muối chống vùng Tây Nguyên, muối Amaret của nhóm học sinh trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Đồng Du đạt giải ba tại cuộc thi học sinh sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp toàn quốc lần thứ 6. Tại giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc, đoàn Đắk Lắk đạt được 21 huy chương. Tại cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai dành cho giáo viên học sinh cấp trung học cơ sở trung học phổ thông năm học 2023-2024, Đắk Lắk đạt 28 giải. Con đã nỗ lực bằng cách học rất là nhiều các cái bài tiếng Việt, ví dụ như là bằng sách vở và bằng các cái đề mà cô và ba mẹ gửi cho. Con có cho mình bài học là chúng ta cần phải phát triển tiếng Việt, cần phải trau dồi và phát triển tiếng Việt sao cho tiếng Việt càng trong sạch hơn, càng đẹp đẽ hơn. Cảm thấy rất là vui và tự hào. Thì đầu tiên là em rất là cảm ơn thầy cô của trường trung học cơ sở trung học phổ thông Đông Du đã ủng hộ hết mình khi mà chúng em bắt đầu dự án này. Và cái thứ hai nữa là em thấy rất là vui khi mà sản phẩm của người đồng bào ED được nhiều người biết đến. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nói chung, giáo dục mũi nhọn nói riêng, ngoài sự chỉ đạo của ngành giáo dục, sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và chung tay góp sức của toàn xã hội, không thể thiếu sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giáo viên và mỗi học sinh. Những kết quả đạt được trong năm học 2023-2024 và nhiều năm qua cho thấy, chất lượng giáo dục mũi nhọn của tỉnh luôn bảo đảm tính ổn định và có chiều hướng phát triển cả về số lượng và chất lượng. Kết quả đó là động lực để thầy và trò cũng như toàn ngành giáo dục nỗ lực tiếp tục gặt hái thêm nhiều quả ngọt, tiếp tục khẳng định vị thế của ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, nhằm bồi dưỡng và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là chiến sĩ mới nhập ngũ, những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục chính trị gắn với hoạt động thực tế, đặc biệt là tổ chức các đợt tham quan học tập truyền thống lịch sử tại các di tích lịch sử trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột cho chiến sĩ mới. Năm nay, hoạt động được tổ chức hướng đến chào mừng kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Đắk Lắk. Đối với những tân binh mới của tiểu đoàn huấn luyện cơ động được đến tham quan và học tập thực tế tại nhà đầy Buôn Ma Thuột là một cơ hội để trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động, được trực tiếp nghe về lịch sử hình thành đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và tận mắt chứng kiến ý chí bất khuất của các chiến sĩ cách mạng. Khi đến tham quan nhà đầy Buôn Ma Thuột này, tôi cảm nhận cảm xúc rất là bồi hồi và xúc động và rất là biết ơn những công lao to lớn của ông cha ta đi trước. Và để đền đáp sự công lao to lớn ấy, tôi sẽ tích cực học tập, phấn đấu rèn luyện để trở thành một quân nhân tiêu biểu, góp phần bảo vệ vững chắc về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bảo vệ vùng biển đảo, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong mỗi căn phòng tại nhà đầy Buôn Ma Thuột đều tái hiện một hình thức tra khảo đàn áp của thực dân qua những hình ảnh các chiến sĩ của ý chí kiên cường và niềm tin tất thắng của các chiến sĩ cách mạng. Đây chính là bài học mà những chiến sĩ trẻ cần có trong chặng đường bảo vệ Tổ quốc. Đi tham quan ngày hôm nay, tôi cảm thấy sự hy sinh to lớn của ông cha ta thế hệ đi trước. Một người chiến sĩ, tôi sẽ ghi nhớ công ơn, tôi sẽ phấn đấu cố gắng rèn luyện học tập để đền ơn đáp nghĩa. Cùng với tham quan học tập tại nhà đầy Buôn Ma Thuột, 190 chiến sĩ mới cũng được dâng hoa báo công lên Bác tại tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ biên phòng.
tham quan và học tập lịch sử truyền thống tại phòng truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk và Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk. Nhằm giáo dục và tuyên truyền cho cán bộ chiến sĩ, nhất là số chiến sĩ mới, nắm và hiểu rõ được cái sự quá trình hình thành, chiến đấu, phát triển của tỉnh Đắk Lắk và sự hy sinh chiến đấu của Bộ đội Biên phòng tỉnh qua các giai đoạn thời kỳ. Thì từ đó để khơi dậy và bồi đắp tình yêu thương quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, biết ơn đến sự hy sinh của thế hệ cha ông đi trước. Từ đó là sẽ xây dựng cho chiến sĩ mới một cái bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, xây dựng phẩm chất đạo đức tốt, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sau chuyến tham quan học tập, trong mỗi chiến sĩ trẻ biên phòng sẽ có thêm một hành trang đáng quý để tiếp tục tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.